Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại Full Smart World. Ở video lần trước thì mình có hứa hẹn đem đến cho các bạn một video đánh giá trực tiếp sức mạnh của chiếc cặp đồ họa RTX 3060 mới nhất đến từ NVIDIA, là đại diện thứ 5 nằm trong đại gia đình NVIDIA thừa hưởng những công nghệ mới nhất. Và mình đã lựa chọn mẫu cặp đồ họa Innova HD RTX iQ X3 để đánh giá sản phẩm này. Thương hiệu có mức giá thành cũng như mức hiệu năng đem lại cực kỳ ấn tượng. Nếu như các bạn chưa biết thì dòng sản phẩm iQ là dòng sản phẩm cao cấp nhất đến từ hãng, và những sản phẩm được gắn logo iQ được hãng đầu tư rất kỹ lưỡng về cả mặt hiệu năng cũng như mặt thiết kế. Và thông số của RTX 3060 thừa hưởng kiến trúc Ampere mới nhất, sở hữu đến 3584 nhân CUDA cùng với 12GB RAM, nhưng rất tiếc là chỉ sử dụng bộ nhớ GDDR6 thay vì GDDR6X trên những mẫu cặp đồ họa đầy đình đám từ hãng là RTX 3080 hay là 3090. Phần vỏ hộp được thiết kế với tông màu đen pha xanh, hình ảnh VGA cùng giải LED màu đỏ được làm nổi bật bên trên phần vỏ hộp. Bên dưới là 4 logo làm điểm nhấn. Phần vỏ hộp phía sau với những thông số cơ bản sản phẩm cũng như diễn giải của các ngôn ngữ khác nhau. Về phần phụ kiện đi kèm thì cũng khá là cơ bản, vẫn là sách hướng dẫn sử dụng chi tiết mà mình đánh giá rất cao ở sự cẩn thận của hãng khi liệt kê chi tiết mức nguồn đề nghị cho cấu hình sử dụng. RTX 3060 iQ X3 sẽ có thêm 2 miếng mica nữa. Với một thao tác bắt ốc rất đơn giản sẽ khiến chiếc VGA của bạn trông ngầu hơn rất là nhiều. Với miếng mica thứ hai chưa tác động gì thì người dùng có thể tùy ý mang đi gia công hình ảnh theo ý muốn của mình. Nhìn từ mặt trước thì sẽ là sự hầm hố góc cạnh đến từ phần mặt nạ đen xám điểm xuyết. Những đường cắt xẻ mạnh mẽ kết hợp với ánh kim loại mang lại vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ, cùng với 3 quả kích thước 92mm cho hiệu năng làm mắt ấn tượng và độ ổn thấp khi hoạt động. Nhìn theo chiều ngang, chúng ta sẽ thấy ấn tượng với độ dày nạp của thiết kế đến từ khối tản nhiệt kích thước lớn để giữ nhiệt độ hoạt động ổn định trong thời gian dài. Ở đây chúng ta sẽ thấy được tem gắn bảo vệ để giúp người dùng yên tâm rằng sản phẩm của họ luôn hoàn hảo và chưa chịu bất kỳ tác động nào. Và chiếc cặp đồ họa của chúng ta sẽ cần đến một đầu cấp nguồn 8 pin để sử dụng. Phần cổng IO phía sau được cung cấp là HDMI 2.1, 3 cổng display 1.4A cho khả năng sử dụng đa màn hình. Phía đối diện là phần khung kim loại được bo tròn giúp giảm đi cảm giác gai góc cũng như gia tăng sự cao cấp phần gó. Và để đánh giá thực tế sức mạnh của chiếc cặp đồ họa RTX 3060 iQ X3 thì mình cũng đã có sử dụng một cấu hình. Link chi tiết của các linh kiện thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Như vậy là mình vừa đem đến cho các bạn chi tiết về ngoại hình cũng như sức mạnh thực tế của dòng sản phẩm RTX 3060 mới nhất qua đại diện Innova HD RTX 3060 iQ X3. Các bạn nghĩ sao về dòng sản phẩm này? Hãy để lại comment ở phía dưới video. Nếu như thấy video hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ team Mia chúng mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.